chào mừng quý vị khán giả. Ngày hôm nay nhiều khu vực ở Bắc Bộ sẽ chuyển mưa dông mạnh, vì thế thời tiết cũng sẽ bớt oi bức hơn so với những ngày trước. Chính vì thế mà sáng nay trước khi đi học đi làm thì quý vị hãy nhớ là cầm theo ô hoặc áo mưa nhé. Nếu có thể thì chúng ta nên đi làm sớm hơn từ 10 đến 15 phút so với thường ngày để có thể tránh bị tắc đường quý vị nhé. Xin chúc quý vị khán giả một ngày đầu tuần thật vui vẻ. We'll be right back.